Đây là cái dòng quạt điều hòa không khí hai chiều của Lagakawa. Đây cũng là Nhật Bản này, Lagakawa này. Này thì nó có hai chức năng. Tức là có một chức năng là thổi hơi làm mát, và một chức năng là có cho sửa ấm nữa. Đây phím hit đây. Đây tôi sẽ khởi động lên này. Để làm lạnh thì thứ nhất là này mình phải để ý mình cho nước vào. Cho nước vào thì mình sẽ xoáy với sườn này, đổ nước. Đây là khay đựng bên dưới của nó này. Có thể mở lắp này ra, tháo tô vít ra, gỡ cái lắp lưng này ra. Bên trong này thì nó có sẽ có một cái thanh nhiệt. Cái này sửa ấm bằng cái chức năng nó đốt cái thanh nhiệt, sau đó thì cái quạt nó chạy nó thổi hơi lỏng ra. Chế độ hít này, khi bật chế độ hít nó sẽ đẩy lên trong đó. Đó, cái thanh nhiệt nó đang đẩy lên, đẩy lên thì chức năng hít bắt đầu nó đốt cái sợi đốt, như cái sợi đốt của bóng đèn đấy, bắt đầu hơi ấm ra rồi. Đó, bình chỉnh lại chế độ cool, tắt chế độ hít. Tắt chờ hít đi. Đây là chiếc lắc speed. Đây lắc thứ hai, lắc thứ ba, lắc mạnh nhất. Đấy, mình đặt chế độ cool. Bây giờ cho nó lạnh. Bắt đầu cái sau khi tắt cái chế độ làm sửa ấm đi thì cái thanh nhiệt nó sẽ hạ xuống, hạ xuống bắt đầu thổi hơi gió, bật chế độ cool, tốc độ rất mạnh. Đấy, mình có thể chế độ cool này, tốt này, chưa ban đêm rồi. Lưu ý là trong cái quá trình dùng thì để đạt được cái hơi mát chuẩn nhất thì mình để chế độ mốt. Nếu mà để chế độ mặt trăng này thì nó giống như chế độ hẹn giờ, tức là nó chỉ thổi một lúc thôi, sau đó thì nó tự động tắt và lại một lúc sau nó thổi. Đấy, thổi liên tục thì mình không để chế độ gì hết, cho nhỏ đi, lớp 1, lớp 2, lớp 3. Dòng này khá là bền. Cái giai đoạn nóng cao điểm của đầu tháng 6 năm 2017 thì hệ thống điện máy có mát bán ra hàng trăm con, và cái tỷ lệ lỗi thì nó rất là ít. Đấy, cái chức năng sửa ấm thì khá là nóng. Nếu mùa đông nó lạnh quá mình dùng cái chức năng này thì chắc chắn nó sẽ làm rất nhiều cái nhiệt độ lạnh. Đây, tắt bật, tắt bật. Đấy. Dòng này bảo hành chính hãng là 1 năm. Đây, có bánh xe rất dễ di chuyển.